Xin chào tất cả các bạn. Trước những diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh, gần như giai đoạn này hầu hết anh em đều đã làm việc online. Với việc làm việc online thì các công cụ lưu trữ dữ liệu đám mây như Google Drive, OneDrive là hết sức quan trọng. OneDrive là một môi trường lưu trữ cực kỳ an toàn cho dữ liệu của bạn với công nghệ đám mây giúp mã hóa và bảo vệ tài liệu. Tài khoản này thì có thể đồng bộ với cả máy tính MacBook, máy tính bảng, điện thoại di động và có thể giúp bạn truy cập ở mọi lúc mọi nơi với một công cụ rất là hữu ích như vậy. Tuy nhiên, gần đây Sửa chữa laptop 24 giờ tiếp nhận rất nhiều thông tin rằng các bạn không thể cài OneDrive trên Windows 7. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục để có thể cài được OneDrive trên Windows 7 nhé. Thông thường, khi muốn cài OneDrive, bạn sẽ lên trang chủ Microsoft, bạn vào phần mục tải OneDrive và bạn kích vào tải xuống. Sau khi đã tải xuống rồi thì bạn kích đúp để chạy file setup. Tuy nhiên lúc này thì bạn gặp một cái thông báo đó là OneDrive thì không thể cài đặt ở trên máy này với mã lỗi là như trên. Điều này thì là hoàn toàn là bình thường bởi vì với việc Microsoft không hỗ trợ Windows 7 nữa nên là cái bản OneDrive mới nhất mà các bạn download ở trên trang chủ của Microsoft xuống thì sẽ không cài được trên Windows 7. Đối với các bạn sử dụng Windows 10 hoặc là Windows 11 thì các bạn hoàn toàn có thể làm trên theo cách vừa rồi, đó là bạn tải OneDrive từ trang chủ về và cài đặt ở trên máy của mình. Còn đối với các bạn đang sử dụng Win 7, nếu gặp lỗi này thì cũng đừng lo lắng nhé. Các bạn làm như sau. Các bạn hãy tải bản OneDrive 2019 về. Link của file thì mình sẽ gửi ở dưới phần mô tả, các bạn có thể kích vào link đó để tải về. Sau khi tải về xong ấy thì các bạn cũng kích đúp để chạy. Như các bạn thấy đấy, với cái bản cài đặt cũ hơn ấy thì nó sẽ hỗ trợ trên Windows 7 và bạn có thể chạy được luôn. Nó sẽ không còn thông báo lỗi như vừa rồi nữa. Các bạn chờ một lúc mà không thấy OneDrive hiện lên thông báo bất kỳ thông báo gì thì lúc đấy bạn hãy kiểm tra ở phía góc bên tay phải góc dưới nhá. Nó sẽ có biểu tượng OneDrive đây, các bạn kích vào. Thì các bạn nhìn thấy rằng là OneDrive đã cài xong, tuy nhiên thì nó chưa được đăng nhập, các bạn kích vào đăng nhập. Đúng không ạ? Đến đây thì các bạn điền địa chỉ mail của mình. Bạn kích đăng nhập. Lúc này thì các bạn kích vào người dùng ạ. Các bạn nhập mật khẩu cho tài khoản OneDrive của mình. Đến bước này OneDrive hỏi là cái địa chỉ lưu giữ dữ liệu trên máy tính của bạn ấy thì thường nó để mặc định là ổ C user. Lúc này thì bạn có thể chuyển nó sang ổ D để trong trường hợp ví dụ chẳng hạn như là bạn có cài lại Win hoặc là như nào đó thì dữ liệu ở ổ D vẫn còn. Cái này thì các bạn cũng không cần lo lắng bởi vì thực tế thì OneDrive đã lưu trữ ở trên điện toán đám mây của nó nên là nếu khi mà mình đồng bộ về thì nó cũng sẽ về thôi. Vì vậy bạn để mặc định ở ổ C cũng được hoặc là bạn có thể chuyển nó sang ổ khác cũng được. Mình thì thường mình sẽ chuyển nó sang ổ D. Mình tạo sẵn một cái thư mục OneDrive trong ổ D. Sau đó thì mình kích vào cái folder đã được tạo sẵn. Nó sẽ hỏi mình là sẽ có tiếp tục không. Lúc này OneDrive sẽ hỏi bạn có đồng bộ hay không. Bạn cứ click next nhé. Khúc này là quảng cáo thôi, bạn có thể bỏ qua. Not now. Bạn cũng có thể cài OneDrive trên điện thoại của bạn để có thể truy cập các cái dữ liệu đồng bộ giữa máy tính và điện thoại. Đến bước này thì đã là xong nhé. Lúc này thì nó sẽ có một cái thư mục giống như ở trong máy của bạn. Khi mình kích vào đây thì hiện tại nó đang trống bởi vì dữ liệu nó đang được đồng bộ về. Đây các bạn nhé, dữ liệu đang được đồng bộ về. Bạn hãy chờ để dữ liệu được đồng bộ về nhé. Sau đó thì bạn có thể sử dụng như bình thường. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cách fix lỗi không cài đặt được OneDrive trên Windows 7. Các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nội dung gì cần chia sẻ, hãy để lại bình luận nhé. Nhớ ấn like và subscribe để bọn mình có thêm động lực làm tiếp tục các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.